thương mẹ không? Thương mẹ. Con thương cha không? Thương cha. Con thương sếp không? Thương sếp. Con thương bà ngoại không? Thương bà. Con thương ông ngoại không? Thương ông ngoại không? Mới lớn lên. Thương ông ngoại không? Thương bà. Thương bà Cốc không? Sếp chấp. Đừng chấp. Con thương này, con thương bà nội không? Sếp nữa. Con thương ông nội không? Hả? Thương ông nội không? Thương ông nội không? Nó lớn lên. Gì đó hả? Không á, cái từ ông nội khó nói. Thương bà Cốc không? Thương bà Cốc nhiều không? Thương bà Cốc nhiều không? Hỏi nữa. Hỏi nữa là nó suy nghĩ đó. Người ta nói rồi rồi. Nhưng con thương Nam nà không con? Chết mẹ rồi. Nghe nè. Mình thương sếp nhiều không? Hiếu sợ sếp không? Hả? Sợ sếp không? Thế mình, mình mẹ này cũng sợ sếp không? Sợ chó. Sợ cốc. Trời ơi, sợ cốc. Dạ, thôi. Dạ, thấy bình. Đứng ngay ngắn đi. Dạ, thấy bình. Dạ, thấy bình. Nào phân tao dạ thấy bình đi. Bỏ nhà không cho đi. Dạ, thấy bình đi chợ không con? Hả? Đi chợ không? Dạ cho em. Chợ. Đi chợ không? Thôi nó xong đó, nó đành đó. Khỏi hoài. Nhiều rồi thì ta biết. Nhiều thôi chứ không có chịu nói nữa. Trời ơi, chưa có nghe cái lỗi gì trời. Trời ơi, 1,5 triệu. Ôi, mấy chục luôn. Chứ chạy. Chứ chạy. Chỉ khỏe.